Xin chào các em, chào mừng các em đến với khóa học tiếng Việt lớp 4 của trang web olm.vn. Các em thân mến, video này sẽ mở đầu cho một chủ điểm mới mang tên vòng tay thân ái. Ở chủ điểm này, các bài học sẽ rèn luyện cho các bạn phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, nhận thức được cuộc sống giữa con người với con người. Con người với sự vật rất cần tinh thần đoàn kết, tình cảm yêu mến và gần gũi. Từ đó biết thêm nhiều biểu hiện và cách thức thể hiện tình thân ái. Để mở đầu cho video bài sáng này, chúng ta sẽ cùng với cô khởi động nhé. Trong phần khởi động, các bạn chia sẻ điều em biết về một loài vật sống ở biển dựa vào gợi ý. Chúng ta có thể nêu tên của loài vật ấy, đặc điểm của loài vật ấy chẳng hạn. Trước khi chia sẻ những điều mình biết về loài vật sống ở biển, các bạn hãy cho biết con vật nào sống ở biển trong những đáp án có ở câu hỏi sau đây. Với những câu hỏi thú vị vừa rồi, chúng mình đã biết một loài vật sống ở biển, đó chính là cá heo. Cá heo là loài động vật nổi tiếng thông minh. Toàn thân chúng trơn bóng như bôi mỡ, không có vảy. Chúng là động vật có vú và nuôi con bằng sữa mẹ. Đầu của cá heo thon dài, có mõm nhọn nhô về phía trước. Chiếc mõm này rất khéo léo, chúng có thể tân những quả bóng nhựa trên mõm như con người dùng chân đá bóng vậy. Tuổi thọ trung bình của cá heo là từ 15 đến 50 năm. Cá heo được xem là một loài động vật vô cùng thân thiện. Vừa rồi, trong phần khởi động, chúng mình đã được tìm hiểu về loài cá heo. Tiếp nối những điều kỳ thú về loài động vật này, chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài học Cá heo ở biển Trường Sa. Chắc chắn trong bài đọc ngày hôm nay, các bạn sẽ có thêm thật nhiều thông tin bổ ích về loài vật này đó. Phần đầu tiên trong video này đó là đọc văn bản. Các bạn lưu ý, đối với văn bản cá heo ở biển Trường Sa, các bạn khi đọc cần phân biệt giọng nhân vật. Giọng người dẫn chuyện thì thông thả vui tươi, nhấn giọng ở những từ ngữ chỉ đặc điểm, hoạt động, trạng thái và cảm xúc của người vật. Giọng của anh chiến sĩ lúc đầu thể hiện niềm vui, ngạc nhiên. Khi trò chuyện với cá heo thì thể hiện tình cảm vỗ về, yêu thương. Bên cạnh đó, các bạn cũng cần chú ý vào một số từ ngữ khó phát âm, ví dụ như là quay quần, bon tàu hay là nghiền, vân vân. Lưu ý khi đọc các câu văn dài, các bạn cần chú ý ngắt nghỉ cho phù hợp. Đối với bài đọc này, chúng ta có thể chia làm 3 đoạn để luyện đọc và tìm ý. Đoạn thứ nhất, từ đầu cho đến để chia vui. Đoạn thứ hai, tiếp theo cho đến tỏa ra biển rộng. Và đoạn thứ ba là còn lại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quan sát lên màn hình và đọc bài với cô nhé. Cá heo ở biển Trường Sa. Đêm trăng, biển yên tĩnh. Tàu phương đông của chúng tôi buông neo trong vùng biển của quần đảo Trường Sa. Một số chiến sĩ thả câu, một số khác quay quần trên bon sau, ca hát, thổi sáo. Bụi văn nghệ đang đầy ắp tiếng cười, bóng biển có tiếng động mạnh, nước đập ùm như có người tập bơi. Một người kêu lên, cá heo! Thì ra cá heo thấy các anh chiến sĩ hò hát vui quá, gọi nhau quay đến quanh tàu để chia vui. Cá heo sống tính trẻ em, thích nô đùa, thích được cổ vũ. Anh em ùa ra vỗ tay, hoan hô. A, cá heo nhảy múa đẹp quá. Thế là cá thích, nhảy phút lên thật cao. Có chú quá đà, vọt lên bon tàu, cách mặt nước đến 1 mét. Có lẽ va vào sắt bị đau, chú nằm im, mắt nhắm nghiền, phía đuôi bị rách một mảng. Một anh chiến sĩ đến, nâng con cá lên 2 bàn tay, nói nựng. Có đau không, chú mình? Lần sau, khi nhảy múa phải chú ý nhé, đừng nhảy lên bon tàu.
Anh vuốt ve con cá rồi thả xuống nước. Cả đàn cá quay ngay lại, quay đầu về phía bon tàu, nhảy vung lên một cái như để cảm ơn, rồi tỏa ra biển rộng. Hôm sau, tàu nhổ neo, đàn cá heo lại kéo đến. Chúng bơi trước mũi tàu như kẻ dẫn đường, quyến luyến không muốn chia tay. Đúng là đàn cá heo đêm qua, anh em chiến sĩ nhận ra chú cá có mạng đuôi bị rách. Hà Đình Cẩn. Trong bài đọc ngày hôm nay, các bạn cũng cần lưu ý vào một số từ ngữ khó như là buông neo, nghĩa là thả vật nặng chìm dưới nước cho cắm chặt ở đấy, để giữ cho tàu, thuyền ở một vị trí nhất định, khỏi bị trôi đi. Từ thứ hai là bon, nghĩa là sàn ở ngoài trời trên tàu thủy. Từ thứ ba là nhắm nghiền, ở đây ý nói đến mắt nhắm thật chặt. Như vậy, vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau đọc qua bài tập đọc cũng như tìm hiểu nghĩa của một số từ ngữ. Bây giờ chúng mình sẽ đến với phần trả lời câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên đặt ra cho các bạn đó là tàu Phương Đông buông neo ở đâu vào thời điểm nào? Đọc đoạn văn đầu tiên, chúng ta có thể tìm thấy được đáp án cho câu hỏi trên. Khi biển yên tĩnh, tàu Phương Đông đã buông neo trong vùng biển của quần đảo Trường Sa vào buổi tối. Khi đến đây, một số chiến sĩ thả câu, một số khác thì quay quần ca hát, thổi sáo. Mọi người đã có một buổi văn nghệ đầy ắp tiếng cười. Bỗng biển có tiếng động mạnh, nước đập ùm. Lúc đó mọi người mới phát hiện ra là có cá heo. Sau khi chúng ta trả lời được câu hỏi thứ nhất, các bạn có thể tìm ra ý của đoạn đầu, đó chính là đàn cá heo gọi nhau quay đến quanh tàu để chia vui cùng các anh chiến sĩ. Trong bài đọc có nhắc đến những chi tiết cho thấy cá heo thích nô đùa, thích được cổ vũ. Hãy cùng cô tìm ra những chi tiết ấy nhé. Có thể thấy trong bài văn có nhiều chi tiết cho thấy cá heo thích nô đùa, thích được cổ vũ. Cụ thể như cá heo gọi nhau quay đến quanh tàu để chia vui cùng các chiến sĩ. Khi được các anh chiến sĩ cổ vũ thì cá thích nhảy vút lên thật cao. Qua những chi tiết này có thể thấy cá heo là loài động vật rất thông minh, nhạy bén, có thể biết được con người đang khen ngợi, cổ vũ mình. Cá heo cũng rất thân thiện, sẵn sàng chia vui cùng với mọi người. Và chúng quả thật là có tính trẻ em, rất thích nô đùa. Vì tính cách ấy mà một chú cá heo đã quá đà vọt lên bon tàu, không may bị thương. Chúng ta sẽ chú ý vào cách mà người chiến sĩ gọi chú cá heo và những hành động của anh ấy nhé. Một anh chiến sĩ đến nâng con cá lên hai bàn tay, nói nựng: "Có đau không chú mình, lần sau khi nhảy múa phải chú ý nhé, đừng nhảy lên bon tàu." Cách gọi và hành động của anh chiến sĩ thể hiện tình cảm gì với chú cá heo bị nạn? Rất chính xác, có thể thấy cách gọi và hành động của anh chiến sĩ thể hiện tình cảm yêu mến, yêu quý động vật và xem chú cá heo như một đứa trẻ để vỗ về, để an ủi. Sau khi chúng ta trả lời được câu hỏi này, các bạn có thể rút ra được ý của đoạn thứ hai, đó chính là cá heo nô đùa cùng các anh chiến sĩ và tình cảm yêu mến của các anh dành cho cá heo. Cá heo không chỉ là loài động vật thông minh, nhạy bén, mà còn là một loài động vật sống rất nghĩa tình. Hành động nào cho thấy cá heo quý mến các chiến sĩ nào? Ngày hôm sau, tàu nhổ neo, các chiến sĩ phải rời khỏi nơi này. Cá heo đã kéo đến, bơi trước mũi tàu như kẻ dẫn đường, quyến luyến không muốn chia tay. Chính những chi tiết này, những hành động này đã cho thấy cá heo rất quý mến các anh chiến sĩ. Và cũng thông qua câu hỏi này, chúng ta có thể rút ra được ý của đoạn thứ ba, đó chính là đàn cá heo cũng rất quyến luyến các anh chiến sĩ. Vừa rồi, chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu về bài đọc thông qua hệ thống các câu hỏi. Bây giờ các em hãy thử tưởng tượng để kể 3 đến 4 câu về cuộc chia tay của đàn cá heo với các anh chiến sĩ nào. Với câu hỏi này,
các bạn có thể dựa vào chính những suy nghĩ và cảm nhận của riêng mình, đặc biệt đó chính là sự tưởng tượng phong phú của bản thân mình, để các bạn có thể kể lại cuộc chia tay bằng 3 đến 4 câu văn. Ví dụ, sau đó đàn cá heo nhảy vọt lên không trung, thể hiện điệu múa chào tạm biệt rồi quay lại với biển sâu. Các anh chiến sĩ vẫy tay chào như thể chào tạm biệt những người đồng đội. Họ hy vọng rằng sẽ có một ngày gặp lại đàn cá heo đó. Với gợi ý vừa rồi, các bạn có thể dựa vào để phát triển cái kết nói về cuộc chia tay của đàn cá heo với các anh chiến sĩ cho riêng mình. Ngoài ra, các bạn cũng cần chú ý về cách diễn đạt, cách sử dụng từ ngữ của mình nhé. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau khái quát về nội dung chính của bài đọc. Bài đọc nói về những chú cá heo rất gần gũi và biết cách thể hiện tình cảm với con người. Từ đó, chúng ta cũng có thể thấy được mối quan hệ gắn bó giữa con người với thiên nhiên. Cô hy vọng rằng bài học ngày hôm nay đã mang đến cho các em những kiến thức thú vị, bổ ích về loài cá heo và thấy được mối quan hệ gắn bó giữa con người với thiên nhiên, từ đó biết trân trọng và yêu thương thiên nhiên nhiều hơn. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em trong những video tiếp theo nhé.